xóa đấy. Đức của khẩu trang à? Nó đẹp. Nào quay quay gần rồi, đang chọn rồi. Ôi được rồi. Quý vị và các bạn đang xem trận chọi trâu kinh điển của Quảng Ninh. Quảng Ninh và Hải Phòng. Đức chơi chơi cầm nhá, Đức chơi cầm. Ra lợn, ra lợn. Ra lợn lại, ra lợn lại, cũng không giật lại. Hà một đều, một đều. Anh không giật, anh không giật, anh biết này. Đâu, chỗ chưa? Thắng là thắng à? Giật theo kiểu, rất là kiểu gì đó. Giật mạnh vào cho sừng nó giận. Mà đáng lẽ phải sừng, sừng đấu sừng.